Với niềm đam mê và có kinh nghiệm làm nông nghiệp lâu năm, đầu năm 2023, anh Nguyễn Xuân Kỳ, thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại quê nhà để phát triển kinh tế. Dù mới trồng thử nghiệm, nhưng bước đầu, mô hình của anh đã mang lại tín hiệu tích cực. Với quyết tâm thực hiện ý tưởng, anh mạnh dạn vay vốn từ người thân, đầu tư gần 300 triệu đồng để quy hoạch và xây dựng nhà màng có diện tích gần 1.000 m2. Đến đầu năm 2024, anh Kỳ cùng gia đình bắt tay vào việc trồng dưa lưới và thêm một số diện tích cây dưa chuột trong nhà màng. Nhờ có kinh nghiệm trồng dưa từ trước nên các diện tích dưa của gia đình phát triển xanh tốt, cho quả đều, căng tròn, đẹp mắt. Trước đây tôi cũng đã từng thực hiện cái mô hình này ở Đức Thọ, Đức Lạng. Chứ qua cái thực hiện hai cái vụ mùa vừa rồi á, thì tôi thấy cái cây này mang lại cái hiệu quả kinh tế cũng khá cao. Nói chung về cây trồng thì cây này đang đứng đầu bảng về thu nhập. Vì là nó thứ nhất là kiểu thứ nhất là nó cây này cũng rất là hợp với cái thời tiết mùa nắng ở ta. Thứ hai nữa là cái đất đai nói chung cùng thấy là phát triển rất tốt. Cái thứ ba nữa là cái cây này là cây rất ngắn ngày, nó có 20 ngày thì là nó có 60, nó có 2 tháng 5 ngày đến di dịch thì 2 tháng đến 10 ngày là có thu nhập, cho quả là đạt từ mức từ 1,5 kg cho đến 2,5 kg. Cái đất tốt thì có thể lên 3 kg. Thấy cái mô hình này là nó phát triển là cái cây này phát triển rất tốt và tôi cũng thường rất đam mê về cây trồng này vì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế chứ thấy cây gì qua được. Dưa lưới là giống cây ăn quả ngắn ngày, giàu dinh dưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, hiện được thị trường rất ưa chuộng. Nhằm tạo ra những quả dưa đạt chất lượng tốt nhất, anh Nguyễn Xuân Kỳ đã tập trung sản xuất theo hướng Việt Gáp. Quy trình trồng được kiểm soát chặt chẽ từ việc xử lý môi trường nhà màng, chọn hạt và ươm giống, trồng cây, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển cho đến lúc thu hoạch, đều đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, dưa được trồng trong công nghệ nhà màng sẽ tránh được các yếu tố bất lợi của thời tiết như mưa, sương muối và ngăn côn trùng, sâu bệnh xâm nhập. Từ đó giúp cây dưa phát triển khỏe mạnh, độ lớn đồng đều và có thể trồng quanh năm. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng nên dưa lưới phát triển tốt. Chỉ sau 75 ngày trồng, vườn dưa của gia đình anh Nguyễn Xuân Kỳ đã bắt đầu cho thu hoạch, trọng lượng bình quân từ 1,5 đến 1,6 kg mỗi quả. Tính đến nay, sau hơn 9 tháng trồng, diện tích dưa lưới của anh đã cho thu hoạch 2 lứa, trung bình mỗi lứa thu hoạch từ 3 đến 5 tấn, với giá bán trung bình 25.000 đồng trên 1 kg, đã mang lại doanh thu trên 200 triệu đồng. Ngoài dưa lưới, dưa chuột cũng cho thu nhập gần 8 tạ, doanh thu gần 12 triệu đồng. Trừ chi phí sản xuất cũng mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập khá. Hiện gia đình anh đã tiến hành dọn dẹp, xử lý đất, tiến hành trồng vụ tiếp theo để kịp cung cấp ra thị trường dịp cuối năm. Thì hướng tới là tôi cũng muốn là mở rộng cái mô hình, thêm là ít chuồng như thế này nữa. Vì là cái cây này bây giờ là người dân là đang ở cái vùng huyện miền núi ta là đang còn mới lạ, vì họ đang còn ăn ít. Nhưng quá vừa rồi thì cái lửa vừa rồi họ ăn, họ cảm nhận được là họ nhiều người đưa đến cái chất lượng về cái cảm nhận của họ là họ cảm thấy là cái cây này là họ rất thích ăn cái trái này rồi. Đặc biệt thì cái mô hình này là tôi muốn đưa về đây để cho ba con đến là tham quan học hỏi, thì để ba con hướng tới cái hoa quả rau sạch với cái công nghệ cao trong cái nhà kính. Ở các nước thì họ đã phát triển lâu rồi, nhưng tôi muốn đưa về đây để cho nhân dân ở xóm làng họ học hỏi theo. Vì cái cây này là đang mô hình về phát triển kinh tế đã hàng đầu, vì an toàn và thứ nhất, thứ hai nữa là an toàn về thực phẩm cũng đứng hàng đầu trong các cái loài hoa quả hiện nay trên thị trường. Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng dưa lưới đã giúp anh Nguyễn Xuân Kỳ tích lũy thêm kinh nghiệm để tự tin mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, hướng đến xây dựng sản phẩm dưa lưới đạt chuẩn OCOP, từng bước nâng cao giá trị kinh tế. Việc phát triển mô hình trồng dưa lưới đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở xã Đức Lĩnh. Đây là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch. Đặc biệt, hướng đi mới này thể hiện quyết tâm của người dân trong việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao,
tiến tới sản xuất bền vững, tăng cao hiệu quả kinh tế. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng và đại đề án phát triển kinh tế của xã Đắk Lĩnh. Trong thời gian qua thì cấp ủy đảng chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế. Ngoài các sản phẩm chủ lực như cam, chanh, rồi là bò, gà thì có tập trung một số cái mô hình mới như ốc bươu này, ốc bươu đen, rồi là bí xanh, rồi dưa lưới. Và bước đầu thì dưa lưới là hiệu quả kinh tế rất cao. Người dân thấy qua các vụ sản xuất thì người dân thu nhập rất cao, ổn định và sản phẩm đầu ra thì đến đâu thì tiếp thu đến đó. Và trong thời gian tới thì cấp ủy đảng chính quyền tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nhân rộng mô hình này để tập trung cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của anh Nguyễn Xuân Kỳ đã tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, từ đó tăng thu nhập cho nông dân, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.